Chúng ta đi giải bài toán này. Đi yêu cầu đây, tức là gì? Cho hệ dạng như hình vẽ. Hệ dạng đây. Hệ dạng là gì? Hệ dạng là những thanh liên kết với nhau bằng liên kết khớp xoay. Các bạn thấy chưa? Và lực tác dụng vô dạng chỉ là lực tác dụng tại các nút thôi. Chú ý các bạn chú ý ha. Hệ dạng là gì? Hệ dạng là hệ gồm các thanh liên kết với nhau bằng khớp xoay. Và lực tác dụng vô dạng chỉ tác dụng tại nút dạng thôi. Nút dạng tức là điểm giao nhau giữa thanh á. Và các thanh trong dàn chỉ chịu lực dọc trục thôi, cho nên lực người ta gọi đó là lực dọc, lực dọc hay là ứng lực trong thanh. Rồi hệ dàn này bao gồm 7 thanh 5 nút A B C D E. Tại A là liên kết tựa mặt đứng đây, và tại E là liên kết gấu cố định, tại C là khớp xoay, tại C đây nó được gắn với rồng rọc. Rồng rọc có bán kính là 0.1 mét này. Rồng rọc này có dây vắt qua rồng rọc, dây này ha, một đầu là gắn vô tường tại E và đầu kia là kéo một lực là 8 kN. Người ta yêu cầu các lực tác dụng vô dàn. Thì các bạn chú ý này, vì rồng rọc này, cái dây ha, rồng rọc vắt dây đây, dây vắt qua rồng rọc đây và dây này gắn vô tường. Dây gắn vô tường. Cho nên trường hợp này để xét cái dàn, trước khi xét cái dàn này, chúng ta phải gì á? Phải cắt cái đoạn dây này ra. Để bỏ khúc dây bên tường này thay bằng lực căng dây tương ứng. Tức là lúc này ta thay cái dây này bằng một lực căng dây. Lực tác dụng đó là lực tác dụng vô dàn. Vậy chúng ta cắt dây ra. Thì các bạn chú ý nè, một nhánh dây vắt qua rồng rọc mà đầu này kéo một lực là 8 kN, thì để rồng rọc này đứng yên trong bài toán tính học, tức là đang cân bằng á, rồng rọc đứng yên, thì lực căng dây của nhánh này phải bằng cái lực căng dây của nhánh này. Tức là gì? Một dây vắt qua rồng rọc thì hai nhánh dây lực căng phải là giống nhau. Cho nên trường hợp này sao á? Lực căng của nhánh này phải là 8 kN bằng cái lực căng này. Và chú ý dây căng, dây chịu kéo, cho nên lực phải hướng ra dây. Các bạn chú ý ha. Vậy là chúng ta thay nhánh dây gắn vô tường bằng một lực căng dây 8 kN này. Đó. Và chúng ta xem như là rồng rọc này ha, là gắn với khớp xoay tại C luôn. Rồi, lúc này ta sẽ tìm lực dọc trong các thanh của dàn. Thì để tìm lực dọc trong các thanh của dàn, chúng ta có hai cách làm. Một là gì? Là phương pháp mặt cắt. Và hai, đó là phương pháp tách nút, tức là xét cân bằng từng nút. Thì, hoặc là chúng ta có thể kết hợp cả hai phương pháp luôn. Rồi. Vậy, bước đầu tiên gì đây? Bước đầu tiên chúng ta có thể là gì? Dùng mặt cắt 1-1. Mặt cắt 1-1. Mặt cắt này đi qua hai thanh CD và gì? Và BC. Thì các bạn chú ý khi sử dụng phương pháp mặt cắt thì số ẩn số phát sinh tối đa chỉ là 3 thì chúng ta mới giải được. Vì sao? Vì một vật chúng ta thiết lập được 3 phương trình thôi. Cho nên ha, cái mặt cắt của mình á, sao phát sinh 3 ẩn số, tối đa 3 ẩn số. Trường hợp này chúng ta đi qua hai thanh CD và đi thay qua hai thanh BC đây. Cho nên sao á, phát sinh 2 ẩn số thôi. Tức là mặt cắt đi qua bao nhiêu thanh thì phát sinh mấy ẩn số. Được chưa? Thì lúc này mặt cắt 1-1 sẽ chia dàn làm hai phần, một phần bên phải và một phần bên trái. Thì chúng ta sẽ ưu tiên là xét phần dàn tự do, tức là xét phần bên phải. Còn nếu các bạn muốn xét phần bên trái của dàn á, phần bên trái mặt cắt 1-1 này, thì các bạn bắt buộc phải tìm các phản lực tại A và phản lực tại E, rồi sau đó mới xét được phần bên trái. Vì chúng ta chỉ biết được phương trình cân bằng cho vật tự do thôi. Phần bên trái đang chịu liên kết này A và E. Thì muốn phần bên trái tự do, chúng ta phải thay cái liên kết này bằng phản lực tương ứng, thì lúc đó mới thay tự do. Vậy trường hợp này chúng ta sẽ ưu tiên xét phần bên phải. Xét phần nào chúng ta vẽ phần đó. Các bạn hiểu không? Đây. Rồi. Mặt cắt 1-1 đi qua hai thanh, đó là BC và CD, thì sẽ phát sinh hai lực dọc hai thanh, đó là NCD và NCB. Và các bạn chú ý, mặc định là gì? Lực dọc này chúng ta sẽ cho hướng ra khỏi mặt cắt. Thì việc cho hướng ra khỏi mặt cắt này sẽ có hai tác dụng. Tính ra kết quả dương, mình khẳng định thanh đó chịu kéo. Và thứ hai thì nó sẽ đảm bảo điều kiện tự cân bằng, tức là tác dụng phản dụng á. Rồi. Gọi alpha là góc hợp bởi thanh CD và thanh BC. Thì các bạn chú ý này, trong tam giác vuông là gì? ACE thì cạnh AC là 3 m, cạnh EC là 6 m. Thì cạnh quyền AC sẽ là bằng căn bậc 2 của AE bình phương cộng CE bình phương. Từ đây mình sẽ có được các cosine chi phương là gì? Sin alpha, sin alpha bằng đối. Đối là AE chia huyền, huyền là AC. Tương tự là cos alpha, vậy tính được là gì? Sin alpha và cos alpha. Rồi. Hệ lực này chúng ta sẽ tìm hai ẩn số, đó là NCD và NCB bằng hai phương trình, đó là hai phương trình chiếu.
Thì ở đây chúng ta sẽ ưu tiên chiếu lên phương đứng trước. Chiếu phương đứng sẽ triệt tiêu được NCD, chúng ta sẽ tìm được N gì á? NCB. Đây. Vậy là chiếu tất cả lực lên phương đứng bằng 0 suy ra. Trừ 8. NCB mà chiếu lên phương đứng là NCB sin pha mà hướng xuống là bằng dấu trừ, trừ NCB sin pha bằng 0. Vậy với sin pha bằng 1 chia căn 5 đây, chúng ta suy ra NCB bằng trừ 8 căn 5 kiloton. Vậy tính ra kết quả âm nghĩa là sao? Nghĩa là thanh CB bị nén, thanh CB bị nén. Rồi sau khi có NCB chúng ta chiếu các lực lên phương ngang cho bằng 0 suy ra trừ NCD. NCB chiếu lên phương ngang là NCB cos alpha qua trái là trừ NCB cos alpha và trừ 8 cái độ tơ này, 8 cái độ tơ này, lực căng của nhánh dây đây bằng 0. Vậy từ đây thế vô ta sẽ được có NCD bằng bằng 8 cái độ tơ. Với NCB bằng trừ 8 căn 5, các bạn thấy đây. Chúng ta sẽ được NCD bằng 8 kN và tính ra kết quả dương như là thanh CD chịu kéo. Thanh CD chịu kéo đây. Vậy là chúng ta đã tìm được lực dọc trong hai thanh CD và gì? Và BC. Bước tiếp theo, chúng ta có thể kết hợp với phương pháp mà cắt hoặc là phương pháp tách nút. Giả sử tôi tách nút tại tại D vì chúng ta đã có NCD rồi. NCD rồi. Vậy chúng ta sẽ tách nút tại D, chúng ta sẽ tìm được là hai ẩn số đó là NDB và NDE. Các bạn hình dung không? Đó, vì mình đã có NCD rồi, NCD ha. Rồi. Vậy chúng ta sẽ tách nút tại tại D, tại D. Tại D có 3 thanh, 3 thanh đây. 3 thanh là gì? CD, DB và D gì? DE. Thì tại D có 3 thanh phát sinh 3 lực dọc 3 thanh và mặc định là gì? Là cho lực hướng ra khỏi nút. Các bạn chú ý ha. Lực dọc phát sinh âm thanh mình mặc định mình sẽ cho hướng ra khỏi nút. Việc cho hướng ra khỏi nút này sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất là gì? Nếu tính ra kết quả dương mình khẳng định là thanh nó chịu kéo, tính ra kết quả âm khẳng định thanh nó chịu nén. Và cái thứ hai gì đây? Là nó sẽ đảm bảo điều kiện là tự cân bằng. Đó. Rồi. Vậy là NCD đã có rồi, NCD là bằng 8 kilo tơ đây. Vậy chúng ta sẽ tìm được NDE và NDB bằng hai phương trình chiếu ngang và chiếu đứng. Tổng hình chiếu các lực phương ngang bằng 0 suy ra trừ NDE cộng NDC bằng 0. Vậy từ này suy ra NDE bằng NDC là bằng 8 kilo tơ. Vậy kết quả dương nghĩa định nghĩa là thanh DE chịu kéo. Chiếu phương đứng tổng FI bằng 0 suy ra là NDB bằng 0. Vậy là thanh DB không chịu kéo cũng không chịu nén cho trường hợp này. Các bạn chú ý trong trường hợp này, chịu lực này nè. Thì thanh DB không chịu kéo không chịu nén tức là NDB bằng bằng 0. Vậy là chúng ta tìm được lực dọc trong hai thanh rồi, nữa là DE và DB. Vậy là còn lực dọc trong ba thanh đó là BE, AB và AE. Thì chúng ta có thể dùng phương pháp là gì? Là xét cân bằng tức là tách nút tại B cũng được, vì chúng ta đã có NB gì á? NBD và NBC rồi. Vậy chúng ta có tách nút tại B chúng ta có thể tìm được là gì? NBE và NBA. Hoặc là chúng ta dùng mạch cắt đi qua ba thanh đây. Ba thanh DE, BE và AB. Đó, mạch cắt này đi qua ba thanh. Chúng ta sẽ tìm được lực dọc trong hai thanh là BD, BE và AB. Đó. Vậy chúng ta chọn phương án thay vì tách nút tại B chúng ta sẽ dùng mạch cắt 22. Mạch cắt 22 đi qua ba thanh. Và mặt cắt 22 này cũng chia dàn làm hai phần, phần bên trái phần bên phải. Để ưu tiên xét phần tự do là xét phần bên phải. Bên phải đây, xét phần tự do phần bên phải, các bạn hiểu không? Và các điểm EA là các điểm tham chiếu, cho nên vẽ lại AE đây. Đó. Vậy mặt cắt 22 đi qua ba thanh, đó là thanh DE, thanh BE và thanh AB. Thì đi qua bao nhiêu thanh phát sinh bấy nhiêu lực dọc các thanh và mặc định là cho hướng ra khỏi các thanh. Thì trong ba thanh này thì NDE mình đã tìm được rồi. Đây là 8 cái đồ tơ đây. Đó. Vậy giờ mình chỉ cần tìm NBE và NAB thôi. Dùng gì? Dùng hai phương trình. Hai phương trình thôi để tìm NBE và NBA. Thì có thể mình dùng phương trình gì á? Tổng mô mang tại tại E. Tổng mô mang tại E thì mình sẽ triệt tiêu được NDE và NBE, mình sẽ tìm được N gì? NBA. Vậy tổng mô mang tại E bằng 0 suy ra đây. Vậy 8 nè. 8 cái đô tơ phương ngang này trượt qua đây đó, lấy mang tay E là ngược chiều hồ. Vậy là 8 nhận cho cánh tay đòn là bán kính của cái đĩa đây là 0.1. rồi 8 này lấy mang tay E là cùng chiều hồ là trừ 8, tay đòn là gì? Tổng đoạn này là 3, 3 cộng 3 6, 6 cộng 0.1 là 6.1. vậy là trừ 8 cộng trừ 8 nhân 6.1. rồi NBA này chúng ta có thể là gì? Trượt về A hoặc là trượt về gì? Về C. Giả sử tôi trượt về và C
Vậy NBA này ha, đừng có để lơ lửng ở đây các bạn. Mình sẽ trượt về A hoặc là trượt về gì? Về C. Rồi soi chiếu. Giả sử tôi trượt NBA về C. Rồi, thì NBA xéo này tôi chiếu hai phương, một là phương ngang là cos alpha, tức là NBA cos alpha qua trái. Hai là NBA đứng là NBA sin alpha hướng xuống. Thì NBA cos alpha phương ngang này lấy quan tệ E bằng 0. Chỉ còn NBA này sin alpha phương đứng mà lấy quan tệ E cùng chịu hồ, hướng xuống là cùng chịu hồ. Cho nên trừ NBA nhân sin alpha tây đoạn gì? Tây đoạn đoạn EC đây. EC chính là 6. Vậy bằng 0. Từ đây mình suy ra được NBA bằng gì? Trừ 8 căn 5 đơn vị ký rotor. Kết quả âm nghĩa là sao? Nghĩa là thanh BA bị nén. À, sau khi có NBA rồi, giờ mình tìm NBA gì? BE có thể dùng phương pháp gì ạ? Hình chiếu. Hình chiếu hoặc là gì? Moment. Vậy trường hợp này tôi sẽ moment tại đâu? Moment tại đâu để tìm được NBE, tức là tôi có thêm moment tại đâu? Tại C. Moment tại C sẽ triệt tiêu được NDE và N gì? Giờ BA. Các bạn chú ý điểm lấy moment là điểm có nhiều phản lực đi qua. Nha. Yeah. Mình lấy lúc nãy mình lấy moment tại E, mình sẽ tìm được NB, BA. Giờ lấy moment tại C sẽ tìm được NBE. Rồi, moment tại C bằng 0 suy ra NBE này mình sẽ trượt về E luôn các bạn, hoặc là trượt về B, mà tốt nhất là trượt về E. NBE này trượt về E thì sẽ chiếu được hai phương là gì? NBA cos alpha phương ngang qua trái và NBE sin alpha hướng lên. NBA cos alpha đi qua C bỏ. NBA sin alpha hướng lên, lấy quan tệ C là cùng chịu hồ, là trừ NBE sin alpha nhân tây đoạn là gì? Là EC đây, là 6. Rồi, cái lực 8 cái rotor này này, lấy quan tệ C là ngược chịu hồ là 8 nhân 0.1. Lực 8 này nè, lấy moment tại C cũng là gì? Cùng chịu hồ là trừ 8 nhân 0.1 hết bằng 0. Các bạn hiểu không? Khi lấy moment tại C thì triệt tiêu được NDE và NBA, chỉ còn moment của gì? 8 cái rotor phương ngang, 8 cái rotor phương đứng và NBE thôi. Đó. Vậy thì suy ra NBE bằng gì? Bằng 0. NBE bằng 0. Đây NBE bằng 0 đây. Vậy trong trường hợp này NBE bằng 0, tức là chịu, trong trường hợp chịu lực này này thì thanh BE không chịu kéo và không chịu nén, tức là NBE bằng 0. Vậy là gì? Vậy là với phương pháp mà cắt 22 này mình đã tìm được NBA và NBE. Vậy còn một lực dọc trong thanh AE nữa. Vậy lực dọc trong thanh AE thì chúng ta có thể tách nút tại đâu? Tách nút tại A. Tách nút tại A đây. Vậy tách nút tại A là sao? Tại A có hai thanh, đó là AB và AE, cho nên phát sinh hai lực dọc hai thanh NAB và NA gì? AE, giả sử cho hướng ra khỏi nút. Rồi, tại A cũng là gì? Là gú tựa. Các bạn chú ý đừng quên này nha, tại A có gú tựa. Tựa mặt đứng đây, tựa tượng đứng đây. Mà tựa tượng đứng sẽ có phản lực là vuông góc mặt tựa, tức là phản lực phương ngang, đặt là gì? XA. Các bạn chú ý tại A này có phản lực tựa nha. Tại A nè, tách nút tại A ngoài hai thanh AB và AE thì phát sinh hai lực dọc AB và AE, thì chúng ta còn có lực tựa là XA hoặc NA, các bạn đặt tên vẫn được ha. Rồi. Lực tựa này là vuông góc với tường đứng, cho nên phương này phương ngang. Và trường hợp này chúng ta có NAB rồi. NAB chúng ta tính được rồi, NAB chính là NBA đó bằng trừ 8 căn 5 kĐ. Các bạn chú ý NAB và NBA là giống nhau. Rồi. Vậy mình chỉ cần tìm gì? Tìm NAE thôi, không cần tìm XA. XA là liên kết phản lực tựa tại A này, không cần tìm, để yêu cầu là tìm lực dọc trong cái thanh thôi. Mình tìm NAE bằng phương trình hình chiếu phương đứng, mình sẽ tìm được NAE ha. Vậy chiếu phương đứng tổng FI bằng 0 suy ra là gì? Là NAE. Rồi, NAB mà chiếu phương đứng tức là NAB sin pha hướng lên dương, NAB sin pha bằng 0 với sin pha bằng 1 chia căn 5. Vậy từ đây NAB chính là NBA là trừ 8 căn 5 thiếu đây. Vậy chúng ta tính được NAE bằng 8 cái rotor. Vậy tính ra kết quả dương nghĩa là sao? Nghĩa là chiều mình giả sử đúng, có nghĩa là gì? Thanh AE chịu kéo. Yeah. Vậy là gì? Kết hợp giữa phương pháp gì? Tách nút, tức là xét cân bằng tượng nút, và phương pháp mặt cắt, thì chúng ta đã tìm được lực dọc trong các thanh. Thì trong bài toán vàng này chúng ta sẽ có nhiều cách làm ha. Có thể các bạn tách nút hết, hoặc là dùng phương pháp mặt cắt hết, hoặc là vừa tách nút vừa mặt cắt, tùy các bạn ha. Cái nào thấy thuận lợi mình sẽ làm.